đó là hồi hộp căng thẳng các bạn ơi, ghê quá. Ghê quá ghê. Hai cái máy thì nó bảo động kinh kinh rồi. À, mình quay lại cận cho các bạn xem nè, nó nhúc nhích nó lên nè. Lên xé đất. Xem ở bên dưới cái cọng dây cáp này các bạn, nó căng ghê không. Lượng đáp ở bên dưới nó xé đi lên nha các bạn. Đó. Chút dây các bạn ơi, ghê quá. Dính mà đứt ghê, ớn luôn, quá ghê ghê thiệt. Nào giờ mình mới chứng kiến cảnh này luôn á. À, các bạn xem nè, nó cao lên gần tới như cọc điện luôn. Cái ngóc của nó cào lập tức trên đây luôn. Ghê quá ghê. Nó đang lên nữa các bạn, còn ngóc cái đầu lên nữa, theo mình nghĩ còn ngóc lên nữa. Hiện tại thì mình đang thấy là nó ngóc lên là cỡ 3 mét rồi đó các bạn, cao lên đó. Chờ đợi xem nó bật xuống nha các bạn, thấy quá trời là chắc tính, mang tính nguy hiểm ghê quá.
chiếc này là mấy chục tấn á, nặng mấy chục tấn các bạn. Bề ngang nó là 6 mét mấy đó, bề dài là 19 mét mấy. Nếu em xui thì xíu nữa là bạch xuống. Còn nếu mà có sự cố đứt dây này nọ thì ngày hôm qua nay thì mình xin nhắc lại là bữa kéo tới nay là đứt 3 sợi dây đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, cào ghê chứ, rút lên rồi. Đang lúc này là đang lúc nặng nhất này. Em nghĩ là đang lúc nặng nhất. Đó, ghê quá các bạn ơi. Là thằng nặng cái ghê quá. Ngân rồi quá, rất ngân quá. Ngân để sửa lại coi có cái vấn đề gì không để chạy tiếp. Đây để mình zoom lại cái máy cho các bạn xem. Anh chụp máy bên kia kìa. Hai cái máy nhỏ bên đó các bạn. Vậy là một cái máy bị tắt máy các bạn, còn hai cái thì đã số lại. Còn một cái máy mày này thôi, do sự nguy hiểm quá nên mình không quay gần lại cho các bạn xem được. Bây giờ các bạn có thấy là tình trạng này lần nào chưa? Trong đời mình cũng mới từng thấy luôn đó. Trời quá, mình nhớ đến gần các bạn ơi. Và bớt máy cho nó có cái độ sập nhẹ các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Quá khủng rồi. Máy này tắt có lẽ là tắt kỹ mệt coi có sự cố gì không. Đó, còn khúc sau còn cỡ 4 mét nữa là lên. Còn khúc sau có 4 mét nữa các bạn.
hoạt động đi, cái máy bên này nó là xuống rồi đó. Rồi xuống lẹ quá hả? Xuống lẹ quá các bạn, do đó nên người ta ngưng. Đó, giờ người dân đi qua đây là phải chui xuống cái phà các bạn. Cao tới sợi điện luôn các bạn, ghê. Mấy anh ở dưới là chui xuống dưới luôn đó các bạn. Chui dưới bà thước. Đứng dưới cũng thấy nguy hiểm ghê quá. Thấy chưa? Nó bây giờ mọi người đi qua đây thì phải chui dưới lường nữa mà. Bây giờ cái xà lan nó lủng rồi, anh lên đây giá lại mới cho xuống nước được. Có 3 mét nữa mới lộ. Đẹp mình đóng đất cả bá lửa luôn. Chờ lên cái nữa là ở đầu kéo, cái nữa là xuống luôn à. Giờ đi dưới phà dưới đây thôi. Giờ đây là phải mấy tiếng đồng hồ nữa mới đi qua được đúng không? Bây giờ mấy anh sửa lại sờ lại cái nữa nè. Bây giờ mọi người đi qua đây là phải chui xuống lường.
giờ mấy chú thì cũng sửa lại cái phần gõ ghẻ rồi cho nó ngay, đừng kéo nó xuống luôn các bạn, nó sụp luôn, sụp học luôn. Đó, giờ mình xem mấy chú mình quay. Xuống rồi đó. Bắt đầu là lấy ra xuống bên này thường thì hoạt động tới hai cái máy mà, nhưng mà trong tình huống hạ xuống này chú hoạt động một cái máy một rồi, đến hạ từ từ thôi, bây giờ lên thì mới hoạt động hai cái máy.
dây lại các bạn. Đó, kéo qua như vậy cũng xem như cũng đã hoàn thành nè.